Hello anh em, lại là mình đây. Thì hôm qua có một số anh em nhắn tin với mình hỏi làm clip tách chống máy đi anh. Thì chừng nào có thể tách chống máy được thì mình chia sẻ luôn. Anh em nào biết rồi thì bỏ qua clip này nha. Thì tách chống máy là khi nào anh em phát hiện nhận biết được con trống trên máy thì mình nên tách. Nhưng mà lý do tại sao tách chống máy thì mình cũng chia sẻ là những con mà chơi bản đuôi hoặc là tay bơi thì mình nên tắt trống máy để mình nuôi hồ cao nước rộng để mình cho nó bung cái bộ fin với bộ vây bơi bộ bộ đuôi nó lên để mình dễ bán và cho nó đẹp nó. Còn thực sự thì có một số dòng không cần thiết phải tắt trống máy, những số dòng cần thiết tắt trống máy giống như là full red hoặc là lutobass hoặc là HP lu hoặc là nói chung là chơi bản đuôi hoặc là chơi tay bơi là nên tắt nuôi diện rộng để cho nó bung lên đẹp thôi. Còn mình nuôi coi thì không có cần thiết phải tách chống máy, nói thiệt luôn. Mình thả thí luôn, nuôi coi full gold, nhiều wheel này kia không có cần tách chống máy nha. Nói chung những dòng mà chơi bản đuôi thì anh em tách chống máy thôi. Đó là lý do. Còn khi nào tách được thì anh em chỉ cần phân biệt trống với máy thì cứ tách nó ra là được rồi. Những con nào dạt thì vớt cho thả thủy sinh vậy thôi. Dễ mà. Cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua nha. Anh em nhớ follow nha. Và cần mình chia sẻ gì thì cứ bình luận bên dưới thì mình chia sẻ hết cho anh em. I love you bạc bạc.